Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình có nhận được một câu hỏi đến từ một bạn có tên đấy là Thông Minh Lắm. Bạn ấy hỏi là: anh Dương ơi, tầm 8 đến 9 triệu thì nên mua Oppo Reno 11F hay là Galaxy A54 ạ? Anh phân tích chi tiết giúp em với nhé. Em cảm ơn nhiều. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xem là giá bán của hai sổ này nó như thế nào đã nhé. Đấy, thế thì mình có tham khảo tại website của Hoàng Hà Mobile thì hiện tại Oppo Reno 11F đang được bán với mức giá là khoảng 8.990.000 đồng. Tất nhiên, đây vẫn là cái giá niêm yết của hãng thôi. Còn khi các bạn mua hàng tại Hoàng Hà Mobile ấy, thì các bạn sẽ nhận được quà đấy. Ví dụ như là các bạn sẽ nhận được một cái loa này và chúng ta cũng sẽ được tặng thêm cả một cái gói bảo hành VIP Care 1 đổi 1 nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không lấy quà thì nghe nói thôi nhá, giá của nó sẽ rất tốt, nghĩa là trừ được đi rất nhiều tiền đấy. Thì tốt nhất các bạn cứ liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà Mobile để biết được xem là cái giá cuối là bao nhiêu. Thế còn đối với cả Samsung Galaxy A54 thì mình cũng có tham khảo tại Hoàng Hà Mobile thì giá của cái phiên bản 8128 nó sẽ là 8.290, còn cái phiên bản 8256 thì chúng ta sẽ chỉ thêm vào cái 400.000 nữa thôi thì là 8.690. Đấy, như vậy thì nếu mà xét ở trên cùng RAM, cùng ROM, nghĩa là cùng RAM 8 bộ trong 256 thì hai sổ này đang có mức giá nó tương đối là tương đồng với nhau đấy, thì chúng ta có thể so sánh được rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng phần một. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn Oppo Reno 11F bởi vì là hộp phụ kiện của nó sẽ rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ có ốp lưng này, chúng ta sẽ có một cái sạc 67W rất là nhanh ở bên trong hộp. Còn hộp phụ kiện của Galaxy A54 thì có cũng như không, nghĩa là không có ốp lưng cũng như là không có củ sạc. Đấy, nên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn Oppo Reno 11F nhé. Thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt của mình sẽ chỉ nói là với mắt của mình thôi, thì mình sẽ lựa chọn Oppo Reno 11F bởi vì là cái cách phối màu ở phía sau mặt lưng của nó mình thích hơn. Đấy là cái điểm thứ nhất. Và thứ hai nữa là cái viền màn hình của nó sẽ mỏng hơn so với Galaxy A54. Và cái phần diện tích hiển thị ở phía mặt trước của Reno 11F nó cũng sẽ lớn hơn so với cả Galaxy A54. Về cái cảm giác cầm nắm ấy thì Reno 11F nó cũng sẽ mỏng nhẹ hơn Galaxy A54, mỏng nhẹ hơn nhiều luôn đấy nhá các bạn nhá. Hai sổ này thì đều là viên pin là 5000 mAh, nhưng mà 11F ấy thì nó sẽ là nó mỏng có 7,5mm thôi, còn A54 thì nó là dày 8,2mm. Còn khối lượng, thậm chí là mặc dù Reno 11F nó là một cái điện thoại nó có màn hình kích thước lớn hơn, nhưng mà khối lượng của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 177g thôi. Nó sẽ nhẹ hơn nhiều so với mức 202g của Galaxy A54. Nên là mình thấy là về cái tối ưu về cái phần khối lượng với cả cảm giác cầm nắm như này là Oppo đang có phần nhỉnh hơn. Còn về kháng nước, kháng bụi thì A54 sẽ tốt hơn so với Reno 11F. A54 thì sẽ là IP67, còn Reno 11F thì sẽ là kháng nước kháng bụi IP65 nhé. Đấy, rồi chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao. Về phần màn hình ý, thì nếu mà các bạn cần một cái điện thoại mà có kích thước màn hình nó lớn hơn và độ sáng màn hình có phần nhỉnh hơn thì các bạn sẽ lựa chọn Oppo Reno 11F. Còn lại thì hai sổ này thì đều có màn hình AMOLED, đều có tần số quét là 120Hz, đều có HDR10+ các thứ cả, và độ phân giải cũng đều là Full HD+. Thì mình đánh giá là chất lượng màn hình của hai con này ở trong tầm giá đều ở mức độ ổn. Đấy, tuy nhiên nếu mà các bạn cần một cái màn hình lớn hơn, sáng hơn thì sẽ là Oppo Reno 11F. Còn về phần hiệu năng thì sao? Về phần hiệu năng thì RAM ROM sẽ là như nhau rồi nhé các bạn nhé, trong cái tầm giá này. Còn về lý thuyết thì là con chip Exynos 1380 ở trên Galaxy A54 nó sẽ phải tốt hơn so với cả MediaTek Dimensity 7050. Tuy nhiên trong cái quá trình sử dụng thực tế, mình sẽ không nói lý thuyết, chỉ sử dụng thực tế thôi, thì mình thấy Oppo đã có phần nhỉnh hơn so với cả Galaxy A54 về phần hiệu năng. Và các bạn cũng có thể thấy là những cái video mà admin Kha test game này, rồi là điểm số AnTuTu của con Dimensity 7050, các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên hình luôn. Đấy, cho ra rất là khủng. Cái camera thì sao? Camera thì lần này mình sẽ lựa chọn Galaxy A54. Đấy, camera của Galaxy A54 thì thứ nhất là nó có chống rung quang học, quay video nó sẽ có phần nhỉnh hơn. Và thêm một cái điểm nữa đấy là camera góc rộng của Galaxy A54 mình thích hơn. Đấy, còn Oppo Reno 11F ấy, thì mình sẽ thích cái camera selfie của nó. Còn lại thì camera chính thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về Galaxy A54 nhá. Còn về pin ấy, thì hai sổ này rất là xem với nhau thôi. Nhưng mà về sạc thì Reno 11F sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cả Galaxy A54. Sạc 67W nó chỉ mất có 48 phút là sạc đầy pin rồi. Còn A54 phải mất khoảng 70 phút mới sạc đầy pin với cái sạc 25W. Về các yếu tố khác thì về loa ngoài là loa kép thì Galaxy A54 có, còn Reno 11F không có. Đấy, về thương hiệu
thì theo mình đánh giá là thương hiệu Samsung ở Việt Nam đang có phần tốt hơn so với cả Oppo. Còn vân tay bên trong màn hình thì cả hai sở đều có, sóng sánh nghe gọi thì đều tốt cả. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sở này? Nếu bạn cần một cái chiếc điện thoại mà nó có hộp phụ kiện đầy đủ hơn, có một cái thiết kế trông nó đẹp hơn, một cái màn hình lớn hơn, sáng hơn, camera selfie tốt hơn và sạc nhanh hơn, thì các bạn sẽ lựa chọn Oppo Reno 11F. Còn nếu các bạn cần một chiếc điện thoại mà nó có thương hiệu này, có kháng nước kháng bụi nhỉnh hơn này, có camera sau cũng có phần nhỉnh hơn, thì các bạn sẽ lựa chọn Galaxy A54. Thế còn trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn sở nào trong hai sở này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như các khuyến mại đi kèm của bộ đôi sở này tại website của Hoàng Hà Mobile qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.